nghi ngờ cựu thống đốc vùng tự sát vì cáo buộc giao khu vực Kherson cho Nga. 7 máy bay ném bom của Nga phóng tên lửa, Ukraine báo động trên toàn quốc. Ukraine tính toán sai lầm, hứng đòn không kịp trở tay. Tổng thống Zelensky bác bỏ đề xuất nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Trung Quốc bất ngờ điều số máy bay kỷ lục vòng quanh Đài Loan. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ông Kennedy Laguta, cựu thống đốc vùng Kherson, được phát hiện đã tự sát tại một bệnh viện ở Kiev. Các cộng sự của Laguta cho rằng ông thường bị buộc tội phản quốc và ông tự sát vì cáo buộc giao khu vực Kherson cho Nga. Phó hội đồng khu vực Kherson của Đảng đoàn kết châu Âu Sergei Khlan mới đây xác nhận rằng ông Gennady Laguta, cựu thống đốc vùng Kherson, 49 tuổi, đã tự sát tại một bệnh viện ở Kiev. Ông Gennady Laguta từng là người đứng đầu chính quyền khu vực Kherson từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Trước đó, ông giữ chức phó chủ tịch hội đồng khu vực Kherson từ đảng We Live Here của cựu thị trưởng Kherson Igor Kolikhaev. Ông rời khỏi khu vực Kherson sau khi Nga khởi động kế hoạch quân sự ở Ukraine Trước đó vào hôm 25 tháng 4 năm ngoái, quân đội Nga chính thức tiếp quản tòa nhà của hội đồng thành phố Kherson. Cờ của Ukraine bị hạ xuống, thị trưởng và nhân viên của tòa thị chính được phép về nhà. Reuters dẫn lời ông Gennady Laguta, thống đốc tỉnh Kherson lúc bấy giờ do Ukraine bổ nhiệm, thông tin trên Telegram rằng lực lượng Nga đã chỉ định thị trưởng cho thành phố và cả thống đốc mới cho toàn tỉnh sơn Các cộng sự của Laguta cho rằng ông thường bị buộc tội phản quốc. Theo Sergei Klan, Laguta đã tự sát vì cáo buộc giao khu vực Kherson cho Nga. Trước đó, cơ quan an ninh Ukraina SBU cho biết Gennady Laguta bị nghi ngờ về hai tội danh: gian lận và giả mạo tài liệu. Laguta phải đối mặt với án tù lên tới 12 năm nếu bị kết tội. Ở một diễn biến khác, hôm 18 tháng 9, chính phủ Ukraina đã quyết định cách chức 6 thứ trưởng quốc phòng sau khi đã bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới hồi đầu tháng 9. Chính phủ Ukraina không đưa ra lý do giải thích cho quyết định sa thải này. Bộ trưởng Quốc phòng Rostam Omerov mới được bổ nhiệm cách đây chưa đầy 2 tuần để thay thế ông Oleksiy Reznikov. Giới truyền thông đã cáo buộc tình trạng tham nhũng xảy ra tại Bộ Quốc phòng Ukraine trong thời gian ông Reznikov tại vị, mặc dù bản thân ông này không phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Trong số những người bị cách chức có bà Hanna Malia, quan chức thường xuyên đưa ra thông tin cập nhật về tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bà Hanna Malia giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2021. Theo luật các cơ quan hành pháp của Ukraine, khi một bộ trưởng bị bãi nhiệm, nội các cũng sẽ tiến hành bãi nhiệm các thứ trưởng. Các nguồn tin cấp cao trong chính phủ Ukraine nói với hãng tin Pravda rằng, tất cả các thứ trưởng đã tự nguyện từ chức theo yêu cầu của ông Rustem Umerov, bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm. Họ hứa sẽ không quay trở lại vị trí này. Các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành để tìm ra các ứng viên cho chức vụ thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, một cuộc đại tu toàn diện đang được tiến hành trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Thưa quý vị, Cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine sau khi có tới 7 máy bay ném bom Tu-95MS của Nga cất cánh và phóng tên lửa hành trình nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine. Ukraine hôm 18 tháng 9 tuyên bố đã phá hủy 18 trong số 24 máy bay không người lái Sahev-136, Sahev-131 do Nga phóng nhằm vào các khu vực Odessa và Mykolaiv dạng sáng ngày 18 tháng 9, cũng như 17 tên lửa hành trình Kh-55, Kh-101, Kh-555. Trước đó, lực lượng không quân đã cảnh báo và kêu gọi công dân chú ý coi báo động và tìm chỗ ẩn nấp. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga đang duy trì những đòn tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế cho chiến dịch phản công được Kiev tiến hành suốt hơn 2 tháng qua, cũng như phá hủy kho tên lửa tầm xa Storm Shadow, Scap Eger, Skab EGE và phi đội cường kích Su-24M được dùng để tập kích hàng loạt mục tiêu nằm sâu trong các khu vực do Moscow kiểm soát nhiều đòn tấn công đã nhắm vào các kho chứa vũ khí, đạn dược, cơ sở dự trữ xăng dầu và nhà máy công nghiệp của quân đội Ukraine. Một số đòn tấn công nhằm vào thủ đô Kiev cũng được tiến hành trong những tháng qua. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lưới phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ. Trong khi đó, giới chức Nga tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea và bắn hạ UAV của Ukraine nhắm mục tiêu vào Moscow cũng trong sáng sớm ngày 17 tháng 9. Vụ tấn công đã làm gián đoạn dịch vụ hàng không ở Moscow và gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở phía tây nam của Nga. Theo Reuters, Ukraine trong những ngày gần đây đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea và các cơ sở của hạm đội biển đen của Hải quân Nga. Thị trưởng thủ đô Moscow cho biết, Ít nhất 2 UAV đã bị bắn hạ, đồng thời cho biết thêm không có thương vong hoặc thiệt hại do UAV gây ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ ít nhất 6 UAV nhắm vào Crimea từ các hướng khác nhau. Trong bản cập nhật thông tin tình báo hôm 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý thời gian gần đây, các lực lượng Nga có thể đã tăng cường tuyến phòng thủ xung quanh thị trấn Chokmak ở miền Nam mà họ đang kiểm soát. Chokmak cách chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia khoảng 16 km nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Melitopol và tới biển Azov. Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 9 cho biết các lực lượng nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga xung quanh thị trấn robotai ở phía đông bắc Chokmak. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh Chokmak có thể là trụ cột trong tuyến phòng thủ chính thứ hai của Nga. Việc triển khai các công việc nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ tại Chokmak có thể cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng của Nga về việc Ukraine có khả năng xâm nhập phòng tuyến này từ phía bắc theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát, hệ thống phòng thủ răng rồng chống tăng và đào các chiến hào mới tại Chóc nơi tập đoàn quân hỗn hợp 58 của Nga đang nắm giữ. Thị trưởng thành phố Melitopol ở đông nam Ukraine, ông Ivan Fedorov cũng cho biết các lực lượng Nga đã xây dựng một loạt trạm kiểm soát và các ụ chống tăng ở Chóc Mắc. Hiện Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin này. Hồi tháng 8 năm 2023, các quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát Robotai từ tay Nga. Họ cho rằng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga xung quanh Robotai là tuyến phòng thủ được củng cố nghiêm ngặt nhất tại Zaporizhia. Chỉ huy lực lượng Tapria của Ukraine, chuẩn tướng Oleksandr Tanavsky cho biết có sự khác biệt rất lớn giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai. Ý nói đến việc Nga tập trung rất ít nguồn lực cho các tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba. Trong bản cập nhật thông tin xung đột ngày 17 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết binh sĩ nước này đang tiếp tục tấn công các vị trí của Nga về phía Melitopol, khiến đối phương tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị và buộc phải rút lui tại một số vị trí. Tầm quan trọng của Chokmak mắc được quyết định dựa trên vai trò hậu cần. Nhìn trên bản đồ, có thể thấy thành phố này nằm ở trung tâm của năm tuyến đường lớn. Các con đường này kết nối hai thành phố lớn trong khu vực là Berdyan và Melitopol. Đồng thời, liên kết với hai thành phố khác, vốn là trung tâm phòng thủ ở mặt trận là Vasilika ở phía Tây Bắc và Polohy ở phía Đông Bắc. mắc cũng có nhiều tuyến đường sắt và nằm gần sông Molokna đổ ra biển Azov. Đối với Nga, mắc là chìa khóa để bảo vệ toàn bộ khu vực mặt trận này. Nga có thể tiếp tế cho quân đội đang chiến đấu trên mặt trận trên hai trục chính, từ phía Đông Bắc bắt đầu ở Bancorod qua Starobil, Donetsk và từ Krem thông qua cầu Cốt. Theo các nhà phân tích khả năng tiếp tế của Nga cho các đơn vị chiến đấu thông qua đường bộ hoặc bằng xe tải khá hạn chế, vì thế Moscow chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường sắt. Khi tiến hành cuộc tấn công, Ukraine nhiều khả năng sẽ sử dụng sông Molokna để che chắn cho sườn trái của họ khi tiến về Melitopol. Trong trường hợp này, Nga có thể phản kích từ phía đông con sông để cắt đứt tuyến tiếp tế của lực lượng xung kích Ukraine. Nếu Ukraine không giành được Tokmak và buộc phải bỏ thành phố, Nga có thể tiến hành cuộc tấn công từ Tokmak về phía tây bắc. Trái lại, nếu Ukraine bao vây hoặc kiểm soát mắc các biện pháp đáp trả của Nga sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều. Đáng chú ý, mắc cách thành phố Vasilivka khoảng 35 km, vốn là nút giao thông quan trọng nối tỉnh Kherson và Melitopol. Một khi tiến được vào Vasilivka, Kiev có thể kiểm soát nguồn cung cấp nước cho Nova Kakhovka và Krem. Trong trường hợp này, Nga sẽ mất khả năng nhận được nguồn cung cấp hoặc quân tiếp viện từ phía đông để hỗ trợ Melitopol, vì thế, Moscow không thể thực hiện các cuộc tấn công lớn trong khu vực ngoại trừ một số hoạt động tấn công nhỏ lẻ của các đơn vị trinh sát nhỏ hoặc quân du kích. Về cơ bản, mắc là chìa khóa kết nối giữa cánh quân ở phía Tây và cánh quân ở phía Đông của quân đội Nga. Việc đánh chiếm thành phố này sẽ khiến hai cánh quân bị chia cắt và không còn khả năng hỗ trợ trực tiếp cho nhau. Trong trường hợp Ukraine chọn tấn công phía Đông Melitopol và biến Berdian-Mariupol thành mục tiêu chính của cuộc tấn công, Kiev sẽ ngăn chặn hiệu quả mọi cuộc phản công của Nga từ phía Tây nếu giành được thóc mắc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết không thể có bên chiến thắng và thua cuộc trong xung đột ở Ukraine. Đề cập đến xung đột ở Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói chúng tôi đã đạt được nhiều thành công về mặt ngoại giao. Tôi tin rằng không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột và bên thua cuộc trong hòa bình. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực trên nhiều mặt trận. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ ra vai trò ngày càng quan trọng của Ankara trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực và toàn cầu. Ông Erdogan nhiều lần nói rằng Ankara ủng hộ việc đưa Moscow và Kiev trở lại Istanbul để đàm phán. Hai bên tổ chức đàm phán lần gần đây nhất hồi tháng 3 năm ngoái, nhưng các thỏa thuận đạt được ở đó sau đó đã bị hủy bỏ. Tổng thống Erdogan cũng phát tín hiệu về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Trước chuyến thăm Nga hôm 4 tháng 9 của ông Erdogan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã thảo luận về các nỗ lực hòa bình với những người đồng cấp Ukraine và Nga ở Kiev và Moscow. Phát biểu trong cuộc gặp ở Sochi mới đây với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, kể cả nỗ lực của Trung Quốc, các quốc gia châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhiều tháng qua, một số quốc gia châu Phi cũng như Brazil và Trung Quốc đã đưa ra tầm nhìn nhằm đạt được hòa bình giữa Kiev và Moscow. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện xung đột. Ở một diễn biến khác, sau khi EU công bố một báo cáo khuyến nghị quá trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ nên tạm dừng trong hoàn cảnh hiện tại, Tổng thống Tayyip Erdogan đã ngay lập tức đáp trả bằng một tuyên bố vô cùng cứng rắn, phát biểu trước chuyến thăm mỹ tới đây tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố liên minh châu âu đang tiến hành các bước đi tự xa cách với thổ nhĩ kỳ Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chỉ ít ngày sau khi Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu thông qua một báo cáo nêu rõ khoảng cách ngày càng tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU về các giá trị và tiêu chuẩn. Báo cáo được thông qua với 434 phiếu ủng hộ, 18 phiếu chống và 152 phiếu trắng, khuyến nghị nên tạm dừng việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi những vấn đề này và những vấn đề khác được giải quyết. Báo cáo của Nghị viện Châu Âu cũng kêu gọi khối này tìm kiếm một khuôn khổ thực tế hơn cho mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. EU hiện chưa có phản ứng sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, những động thái trên của cả Thổ Nhĩ Kỳ và EU cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang đối mặt với sóng gió. Thưa quý vị, mới đây 6 sĩ quan trinh sát của quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 thuộc Cụm quân miền Tây của Nga sau khi chuẩn bị sơ bộ đã tiến hành đột kích vào một trong ba cứ điểm phía sau phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kharkov, khiến lực lượng an ninh Kiev bị bất ngờ. Trước đó, Nga cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Ukraine. Sĩ quan tình báo tham gia chiến dịch đặc biệt nói với Sputnik, 6 sĩ quan trinh sát của quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 thuộc cụm quân miền Tây sau khi chuẩn bị sơ bộ đã tiến hành đột kích vào một trong ba cứ điểm phía sau phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kharkov, khiến lực lượng an ninh Kiev bị bất ngờ. Chỉ huy đơn vị này nói, nhóm 6 người tổ chức và tiến hành đột kích vào cứ điểm địch. Chúng tôi chiếm được cứ điểm trung tâm, cách cứ điểm khác khoảng 700m về phía Nam và khoảng 700m về phía Bắc. Chúng tôi đã tiến hành trinh sát các tuyến đường, tính toán các phương án di chuyển có thể. Chúng tôi chọn con đường táo bạo nhất xuyên qua khu vực địa hình rộng mở và ngay trước khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi di chuyển đến điểm xuất phát vào ban đêm. Trinh sát lưu ý rằng họ quyết định chiếm giữ cứ điểm vào ban ngày, quân đội Kiev không nghĩ bị tấn công táo bạo và bất ngờ như vậy. Tinh thần họ xa sút tất nhiên họ thả lỏng mất cảnh giác, họ cho rằng chúng ta chỉ đứng yên và không làm gì cứ điểm được thiết kế cho nhiều ô và theo lý thuyết đáng lẽ phải đóng quân trong các ô này nhưng họ túm tụm tại một nơi nên đã phải trả giá cho điều đó trước đó nga cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào ukraine bộ quốc phòng nga đã công bố clip ghi cảnh các kíp xe tăng nga thực hiện tấn công các vị trí của quân đội ukraine trên hướng karesniliman vô hiệu hóa cả mục tiêu cứng lẫn mềm Sputnik cho hay các kiếp xe tăng Nga phối hợp với các đơn vị trinh sát và các chắc thủ máy bay không người lái UAV để bắn phá mục tiêu chính xác hơn, nhờ đó cùng tiết kiệm đạn pháo hơn. Xe tăng T-90 được đưa vào phục vụ vào năm 1992. Kể từ đó, đây là xe tăng bán chạy hàng đầu thế giới do các đặc điểm tối tân của xe này. T-90 đã được nâng cấp nhiều lần trong các năm qua. Ở một diễn biến khác, mới đây tướng Mỹ Mark Billy cho rằng cuộc phản công của Ukraine có thể đạt mục tiêu chiến thuật nhưng khó đẩy lùi toàn bộ 200.000 quân đội Nga. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói trong cuộc phỏng vấn mới được công bố, chiến dịch phản công hiện nay diễn ra chậm hơn nhiều so với dự đoán của các nhà hoạch định chiến lược, nhưng vẫn duy trì nhịp độ đều đặn. Lực lượng Ukraine đã đạt nhiều tiến bộ và vượt qua hàng loạt phòng tuyến Nga. Theo ABR.pro, có thông tin về khả năng các chiến binh của Wagner sẽ trở lại mặt trận Ukraine và hoạt động ở một trong những khu vực khó khăn của tiền tuyến một chi tiết quan trọng là lực lượng Wagner được cho đang hợp tác trực tiếp với lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Trước đó có thông tin cho rằng các tay súng Wagner có thể gia nhập nhóm lính quân sự tư nhân mới được thành lập của Belarus. Trước đó, nhóm lính Wagner, những người không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, được cho đã nhận được lời đề nghị trở thành một phần của nhóm lính quân sự tư nhân Gas mới được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko các đơn vị của Gas Service đã tích cực tham gia huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện đặc biệt Dynamo nằm ở Marina Goka, vùng Minsk. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả Wagner và Gas Service đều không xác nhận về thông tin trên. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng với chi phí đắt đỏ, rất khó có khả năng Belarus sẵn sàng chi 1 triệu đô la Mỹ mỗi tháng chỉ để trả lương cho lính Wagner. Cái chết của ông Yevgeny Prigozhin và hai lãnh đạo hàng đầu của Wagner trong vụ tai nạn máy bay hôm 23 tháng 8 đã khiến số phận của lực lượng quân sự tư nhân từng chiến đấu phục vụ quân đội Nga ở Ukraine cũng như tham gia nhiều hoạt động khác trên thế giới đứng trước nguy cơ chấm dứt. Câu hỏi lúc này là tàn dư nào của đế chế quân sự tư nhân này sẽ được phép tiếp tục tồn tại. Theo tờ Washington Post, Wagner Group đã triển khai lực lượng tham gia nhiều hoạt động quân sự ở châu Phi như ủng hộ các chính quyền hoặc chống lại các nhóm nổi loạn ở Cộng hòa Trung Phi, Mali, Syria, Libya và Sudan. Tuy nhiên, công ty quân sự này đã phải chịu áp lực kể từ khi thủ lĩnh Prigozhin phát động một cuộc binh biến ngắn ngủi chống lại Moscow hồi tháng 6. Cuộc binh biến được dập tắt thông qua vai trò trung gian của Belarus. Nhưng sau đó, mạng lưới hợp tác và những hợp đồng rộng lớn của Wagner ở châu Phi đã đặt ra một tình thế khó khăn về mặt ngoại giao cho Điện Kremlin, vốn được cho là đang cố gắng gỡ rối khỏi Prigozhin mà không vi phạm cam kết với các đồng minh của mình trên lục địa đen. Đối với các chiến binh của Wagner, sự hỗn loạn đã bắt đầu khi Prigozhin đình chỉ cuộc binh biến hồi tháng 6. Trong một thỏa thuận bất ngờ sau cuộc binh biến, Tổng thống Putin đã cho phép thủ lĩnh và các thành viên Wagner lưu vong ở Belarus mà không bị trừng phạt. Tại đây, họ đã biến căn cứ quân sự bị bỏ hoang ở làng Sen thành căn cứ mới. Dự án giám sát độc lập Hazun của Belarus ước tính rằng khoảng 4.000 đến 5.000 chiến binh Wagner, có lẽ là những người có nhiều kinh nghiệm nhất, đã chuyển đến đất nước này, trong khi nhiều tù nhân được tuyển dụng và lực lượng lên tới 50.000 người trong thời gian hoạt động ở Ukraine đã được thả. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua tái khẳng định ý định của Washington trong việc mở rộng Hội đồng Bảo an trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tới đây. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby cho biết, Chúng tôi cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại cơ cấu của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi tin cơ chế này phải toàn diện hơn. Theo ông John Kirby, Tổng thống Joe Biden sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với việc mở rộng Hội đồng Bảo an sắp tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện bao gồm 5 thành viên thường trực. Mỗi thành viên có quyền phủ quyết Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 2 năm một lần. Theo các quy tắc hiện hành, 5 quốc gia châu Phi và châu Á, một quốc gia Đông Âu, hai quốc gia Mỹ Latin và hai quốc gia Tây Âu và các quốc gia khác sẽ giữ vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Đại diện của chính quyền Mỹ đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng năm ngoái, Tổng thống Joe Biden nói Washington ủng hộ việc tăng số lượng thành viên thường trực. Mỹ từng lên tiếng ủng hộ việc cấp quy chế thành viên thường trực cho Ấn Độ. Ngoài ra, theo tờ Daily Telegraph, Mỹ cũng mong muốn Đức và Nhật Bản tham gia Hội đồng Bảo an cải tổ. Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước đó, 13 trong số 15 thành viên ngoại trừ Nga và Trung Quốc, lên án vụ thử vệ tinh do thám thứ hai của Triều Tiên, sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, đây phải là một vấn đề khiến chúng ta đoàn kết. Nhưng kể từ đầu năm 2022, Hội đồng Bảo an đã không thực hiện được các cam kết vì sự cản trở của Trung Quốc và Nga. Mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, Nga và Trung Quốc không thực hiện đúng trách nhiệm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng cáo buộc hai nước này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và tiếp tục ngăn chặn hành động của cơ quan này. Thủ tướng Ấn Độ cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cải cách tất cả các thể chế toàn cầu. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 năm ngoái, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ủng hộ Ấn Độ và Brazil là thành viên thường trực. Đại diện của Trung Quốc và Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về các hành động của Triều Tiên, đồng thời viện dẫn các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra của Mỹ với Hàn Quốc là nguyên nhân đẩy căng thẳng bán đảo Triều Tiên lên cao. Thưa quý vị, theo các nguồn tin của Ukraine từ mặt trận, các nhóm trực thăng tấn công của Nga đang sử dụng các phương pháp mới để chống lại radar theo dõi mục tiêu của Ukraine. Các thiết bị định hướng mới được trực thăng Nga sử dụng có khả năng phát ra tín hiệu gây nhiễu theo các hướng cụ thể cho phép chúng vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương mà không gây tổn hại đến các hệ thống của quân đội Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, từ mặt trận, các nhóm trực thăng tấn công của Nga đang sử dụng các phương pháp mới để chống lại radar, theo dõi mục tiêu của Ukraine. Cụ thể, trực thăng K-52 và Mi-35 được trang bị các thiết bị định hướng có khả năng làm nhiễu radar của Ukraine. Thông tin này được công bố trong báo cáo mới nhất vào hôm 4 tháng 9 của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh Russia. Các chuyên gia Anh đã thực hiện một bài phân tích có tựa đề vượt bão, chiến đấu xuyên qua hệ thống phòng thủ của Nga trong cuộc tấn công năm 2023 của Ukraine. Tài liệu trên cũng đã làm sáng tỏ chuyến thật tác chiến điện tử được không quân Nga sử dụng để tấn công các vị trí của Ukraine. Quân đội Ukraine đã nhận thấy mối liên hệ giữa việc quân đội Nga tiến hành gây nhiễu GPS và các cuộc tấn công từ trên không ngay sau đó. Các chuyên gia Anh cho rằng, nhiều đơn vị trực thăng của Nga hiện đang hoạt động rất gần khu vực tiền tuyến, và đây là một trong những vấn đề đối với không quân Nga vì khi trực thăng hoạt động ở gần mặt trận thì sở chỉ huy, các điểm tiếp tế vũ khí, trang bị và hậu cần cũng ở gần đó. Điều này có nghĩa là các trung tâm chỉ huy và trạm tiếp tế của quân đội Nga đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine. Các thiết bị định hướng mới được trực thăng Nga sử dụng có khả năng phát ra tín hiệu gây nhiễu theo các hướng cụ thể, cho phép chúng vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương mà không gây ra tổn hại đến các hệ thống của quân đội Nga, được trang bị công nghệ quét điện tử tiên tiến, những thiết bị này sẽ xác định và định vị chính xác vị trí phát sóng radar của đối phương. Sau khi phát hiệu tín hiệu radar của đối phương, hệ thống gây nhiễu trên trực thăng sẽ nhanh chóng phân tích tần số, cách điều chế và các đặc điểm khác để tạo ra phản ứng gây nhiễu thích hợp. Cách tiếp cận mục tiêu này giúp tối đa hóa hiệu quả gây nhiễu, giảm thiểu nguy cơ vô tình, làm ảnh hưởng đến hệ thống radar nguyên tắc hoạt động cơ bản của thiết bị này là áp đảo máy thu radar đối phương bằng tín hiệu cường độ cao khiến radar đối phương không thể phát hiện và theo dõi chính xác mục tiêu bằng cách phát ra tín hiệu trên cùng tần số với radar của đối phương những thiết bị này có thể tạo ra nhiễu gây nhầm lẫn khiến người điều khiển radar khó phân biệt được mục tiêu thật với mục tiêu giả ngoài việc gây nhiễu các thiết bị định hướng radar của nga có thể sử dụng các kỹ thuật tác chiến điện tử khác để đánh lừa radar đối phương, ví dụ chúng có thể phát ra tín hiệu radar sai được gọi là mồi nhử hoặc mục tiêu giả để gây nhầm lẫn cho các thuật toán theo dõi radar của đối phương bằng cách mô phỏng sự hiện diện của nhiều mục tiêu hoặc tạo ra tiếng vang ảo. Những thiết bị này có thể tạo ra những tín hiệu khó phân tích khiến radar đối phương khó xác định chính xác để tấn công các mục tiêu thực. Khả năng này gây ra những phức tạp làm giảm hiệu quả radar đối phương. Các thiết bị dẫn đường tác chiến điện tử của Nga trang bị trên trực thăng K-52 và Mi-35 được thiết kế có khả năng tương thích cao và nâng cao mở rộng trong tương lai. Chúng bao gồm các thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến và kỹ thuật nhảy tần số để đối phó với các công nghệ radar tiên tiến của đối phương. Một tính năng quan trọng của các thiết bị này là khả năng tự phân tích và thích ứng với lượng phát xạ radar của đối phương. Khả năng này đảm bảo rằng các thiết bị tác chiến điện tử vẫn giữ được hiệu quả trước các hệ thống radar tiên tiến. Tính năng nâng cấp mở rộng sẽ đảm bảo cho thiết bị định hướng, cập nhật, kịp thời các thiết bị tác chiến điện tử mạnh mẽ, giúp nó có khả năng chống lại các mối đe dọa mới trên chiến trường tương lai. Mặc dù thực tế lực lượng vũ trang Ukraine nắm được vị trí của các điểm tiếp nhiên liệu và vũ khí của trực thăng Nga, nhưng họ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh đã chỉ rõ những thách thức này như sau. Sự thiếu hụt các hệ thống phòng không chiến thuật trong kho vũ khí Ukraine cộng với những công nghệ tiên tiến mà quân đội Nga thay đổi liên tục trên chiến trường đang tạo ra những thách thức ghê gớm trong việc chống lại các cuộc tấn công từ trên không. Ukraine gần đây đã được trang bị máy in 3D kích thước công nghiệp tiên tiến từ Mỹ, cho phép họ sản xuất các phụ tùng thay thế quan trọng cho thiết bị quân sự. Ông William Lapland, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, phụ trách tiếp liệu và bảo trì, công bố đợt giao máy in 3D công nghiệp đầu tiên cho Ukraine Ông cho biết người của Ukraine đã hoàn thành khóa đào tạo cách vận hành các máy in 3D công nghiệp vào tuần trước. Hầu hết máy in 3D đều nhỏ gọn, có thể được lắp đặt dễ dàng trong các hầm ngầm dưới lòng đất. Một kịch bản lý tưởng để đơn giản hóa việc sản xuất trong thời chiến. Máy in có kích thước lớn nhất bằng chiếc xe tải. Máy in khổng lồ này cho phép Ukraine sản xuất tất cả các bộ phận cần thiết cho các thiết bị quân sự khác nhau, nâng cao khả năng tự bổ sung và năng lực chiến đấu của nước này. Tuy nhiên, Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng máy in này được gửi tới Ukraine. Trước đây, tờ The Economist thông tin Ukraine chuyển sang sử dụng bom kẹo nhằm giải quyết tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược. Một nhóm đặc biệt gọi là SWAT có thể làm ra 30.000 bom kẹo in 3D trong thời gian ngắn để sử dụng trên máy bay không người lái. Đồng thời một nhóm khác chế tạo vỏ bom sát thương nặng 800 gram chia sẻ rằng họ hiện sản xuất khoảng 1.000 vỏ bom mỗi tuần. Những vỏ bom in 3D này sau đó được chứa đầy chất nổ C4. Phía quân đội Ukraine đang kêu gọi nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để con số đó tăng lên 1.500 quả mỗi ngày. Ngoài các quả bom cỡ nhỏ, Ukraine cũng sử dụng bom in 3D cỡ lớn hơn. Một binh sĩ Ukraine ở Donetsk cho biết một số quả bom nặng 5kg đã gây ra sát thương cho lực lượng Nga. Trong quá khứ, nhiều chuyên gia cho rằng các vũ khí sản xuất tại gia theo công nghệ in 3D bằng máy in rẻ tiền thường không bền, không ổn định, độ chính xác hạn chế. Một khẩu súng in 3D làm bằng kim loại có thể sẽ hoạt động tốt hơn, nhưng máy móc để làm ra nó có giá trên 100.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, giống như mọi công nghệ, in 3D sẽ nhanh chóng cải thiện về chất lượng và chi phí, có khả năng cho phép sản xuất vũ khí đáng tin cậy hơn với giá cả phải chăng hơn trong tương lai và sự phổ biến của công nghệ này là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, máy in 3D công nghiệp của Ukraina sẽ thay đổi cuộc chơi vì chúng thúc đẩy quá trình khôi phục các thiết bị hư hỏng ở tuyến đầu và mở ra những khả năng mới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần như nói rằng nếu Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông ta ngừng giao tranh, Ukraine sẽ không còn tồn tại, nhưng nếu Nga đầu hàng thì sẽ có hòa bình. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonis Slunsky cũng cho biết cuộc xung đột ở Ukraine lẽ ra có thể tránh được nếu NATO chấp nhận những đề xuất an ninh của Nga vào tháng 12 năm 2021. Theo nghị sĩ Nga, để chấm dứt xung đột ở Ukraine, phương Tây cần dừng cung cấp vũ khí sát thương đạn chùm và đạn uranium nghèo cho Ukraine. Trong trường hợp đó, chính quyền Ukraine sẽ không tồn tại được một ngày và Kiev sẽ có một cuộc sống hòa bình bằng cách công nhận rằng các vùng lãnh thổ mới của Nga và Crimea sẽ không bao giờ trở thành một phần của họ nữa. Người đứng đầu Liên minh quân sự NATO khẳng định, ông vẫn ủng hộ mục tiêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là giành chiến thắng quân sự trước Nga. Theo các phương tiện truyền thông châu Âu, các quan chức phương Tây và các nhà hoạch định quân sự NATO thừa nhận rằng chiến dịch phản công của Ukraine khó có thể thành công Điều này kéo theo việc chiến tuyến sẽ không có nhiều thay đổi trước mùa đông 2023. Còn trong phát biểu mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã mất tới 71.000 binh sĩ kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Stoltenberg lại cho thấy rằng NATO sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp quân sự chứ không phải ngoại giao. Ông Stoltenberg cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Đức Berliner Morgenpost ngày 17 tháng 9 rằng hầu hết các cuộc chiến tranh đều kéo dài hơn dự tính so với lúc chúng bắt đầu hai bên đều muốn nhanh chóng đạt được hòa bình, nhưng phải thừa nhận rằng nếu Tổng thống Zelensky và Ukraine từ bỏ chiến đấu thì đất nước này sẽ không tồn tại nữa. Nếu như Tổng thống Vladimir Putin và Nga hạ vũ khí xuống thì chúng ta sẽ có hòa bình. Ông cho rằng cách dễ dàng nhất để chấm dứt xung đột là Tổng thống Putin rút quân. Ông Stoltenberg cũng nhắc lại rằng việc Ukraine gia nhập liên minh sẽ chỉ là vấn đề thời gian sau khi rút khỏi thỏa thuận hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 4 năm ngoái, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga. Hơn nữa, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ dùng vũ lực giành lại các vùng bị Nga sáp nhập như Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia cũng như Crimea. Về phía Nga, Moscow luôn khẳng định sẵn sàng giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, nhưng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải tính đến thực tế lãnh thổ mới, rằng Donetsk, Lugan, Kherson, Zaporizhia và Crimea sẽ không bao giờ trở lại Ukraine. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Kiev là gần như không thể và chỉ có thể nói chuyện với các thế lực đang ủng hộ Ukraine. Mới đây, với việc là quốc gia đầu tiên bổ nhiệm đại sứ mới tại Afghanistan, Trung Quốc một lần nữa tỏ thiện chí hợp tác sâu rộng với Taliban. Về phần mình, Taliban sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Trung Quốc. Tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Dầu Khí Shahabuddin delawar đã gặp lãnh đạo công ty Trung Quốc Gochin trao đổi về khai thác trữ lượng lớn lithium tại Afghanistan. Nhiều nguồn tin cho biết công ty này đang lên kế hoạch đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ, tạo ra khoảng 120.000 việc làm và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng tại đây. Hai tuần trước, ông Delaware cũng tham dự buổi lễ ký hợp đồng khai thác với một công ty Trung Quốc khác và vài công ty từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh với tổng số vốn đầu tư lên đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại Luyện Kim Trung Quốc MCC là nhà đầu tư lớn nhất ở Afghanistan vào năm 2007, công ty này đã ký thỏa thuận đầu tư ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ vào một mỏ đồng tại Mes Ainak, phía đông nam Kabul. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc vẫn luôn dành sự ủng hộ cho Taliban trên nhiều diễn đàn chính trị, mong muốn các quốc gia khác công nhận vị thế của tổ chức này tại Afghanistan. Tương tự, quan chức Taliban công khai ủng hộ chính sách ưu tiên của Trung Quốc, chẳng hạn như nguyên tắc một Trung Quốc. Bất chấp bất ổn chính trị tại Mes Ainak, một số dự án của Trung Quốc vẫn được thực hiện. Vào tháng 7 năm 2023, Công ty dầu khí Trung Á Tân Cương của Trung Quốc khởi động dự án khai thác dầu có vốn đầu tư 540 triệu đô la Mỹ ở phía bắc tỉnh Saipun. Trước đó, chính quyền Taliban công bố một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la Mỹ mà họ đã ký kết với công ty dầu mỏ và khí đốt Trung Á Tân Cương KPX của Trung Quốc để khai thác dầu mỏ trong vòng 25 năm ở lưu vực sông Amu Daria. Con sông được xem là biên giới tự nhiên giữa Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan và Uzbekistan. Thỏa thuận này hiện đang được chính quyền Taliban ở thủ đô Kabul quảng cáo là thắng lợi kinh tế đầu tiên mà họ mong đợi từ lâu kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021. Afghanistan có nhiều mỏ khoáng sản quy mô vừa và nhỏ, trong đó phần lớn vẫn chưa được thăm dò. Trên thực tế, lưu vực sông Amu Daria đã được ban lãnh đạo trước kia của nước Cộng hòa này dành riêng cho Trung Quốc để phát triển từ hơn một thập kỷ trước. Chính phủ lâm thời do Taliban lãnh đạo đã tìm kiếm một chiến thắng kinh tế quan trọng, dùng các mỏ khoáng sản lớn của Afghanistan để ve vãn Trung Quốc đồng thời cố gắng gây ấn tượng với các nước khác. Thưa quý vị, tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu cho biết, trong 18 tháng bị quân đội Nga tấn công, không quân Ukraine vẫn duy trì hoạt động của các máy bay, một phần là do những thiếu sót của lực lượng Nga trong việc tìm kiếm và tấn công các mục tiêu. Những vũ khí do phương Tây sản xuất cho phép chúng có thể tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga ở khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành không kích, máy bay Ukraine phải di chuyển liên tục từ căn cứ này sang căn cứ khác trước khi lực lượng Nga có thể đuổi kịp. Theo tờ báo Business Insider đưa tin, trong 18 tháng, việc quân đội Nga tấn công, không quân Ukraine vẫn duy trì hoạt động của các máy bay bằng cách di chuyển chúng liên tục. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, cho biết, thành công này một phần là do những thiếu sót của lực lượng Nga trong việc tìm kiếm và tấn công các mục tiêu. Một thời gian trước, Nga đã nỗ lực tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine với một lực lượng không quân lớn hơn và tiên tiến hơn. Một đánh giá của Anh được xuất bản hồi tháng 7 cho rằng, dù mất 86 máy bay có cánh cố định, Nga vẫn còn 96% phi đội của mình, trong khi Ukraine mất 68 máy bay và còn 78%. Ukraine đã được hưởng lợi từ việc nhận vũ khí do vân Tây sản xuất, bao gồm bom dẫn đường và tên lửa hành trình. Những vũ khí này đã được sửa đổi cho phù hợp với các máy bay phản lực thợ liên xô của Ukraine và cho phép chúng tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga ở khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành không kích, máy bay Ukraine phải di chuyển liên tục từ căn cứ này sang căn cứ khác trước khi lực lượng Nga có thể đuổi kịp. Nhắm mục tiêu kịp thời và chính xác, đặc biệt là chống lại các mục tiêu có thể di chuyển, là một trong những thiếu sót đáng chú ý nhất của lực lượng không quân Nga trong cuộc xung đột với Ukraine và phản ánh sự bất lực chung của lực lượng này trong việc tiến hành những chiến dịch phức tạp. Nguyên nhân là trong tình huống khẩn cấp và được các đối tác nước ngoài cảnh báo. Kiev có thể bố trí lại các vũ khí phòng không trước khi các cuộc tấn công của Nga bắt đầu. Sau những cuộc tấn công mở đầu, quy trình phát hiện mục tiêu theo dõi và giao nhiệm vụ tấn công mục tiêu của Nga có thể mất ít nhất 48 giờ, không thể bắt kịp các lực lượng phòng không Ukraine đã được phân tán và di dời sau khi khai hỏa. Mới đây, lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 6 UAV xa hệt do Iran sản xuất và 10 tên lửa hành trình nhắm vào các khu vực phía nam Odessa và tấn công một cơ sở nông nghiệp ở đó. Lực lượng không quân Ukraine đã điều động máy bay chiến đấu và các đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các phương tiện tấn công khác nhằm đẩy lùi cuộc tấn công trên không của Nga. Ba Lan, Hungary và Slovakia đang thách thức giới lãnh đạo châu Âu khi tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp việc Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Ngày 18 tháng 9, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này sau khi ra lời kêu gọi ba quốc gia nên có thái độ mang tính xây dựng hơn. Ủy viên thương mại của EU, Vandis Dombrovsky cho biết, đối với lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ở năm quốc gia thành viên, chúng tôi hiện không thấy sự thay đổi thị trường ở năm quốc gia này. Vì vậy, chúng tôi không gia hạn lệnh cấm. Cần lưu ý rằng, lệnh cấm chỉ là một biện pháp bảo vệ đặc biệt, nó không nên là một lệnh cấm vô thời hạn. Quốc hội Bulgaria cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm, trong khi chính phủ Romania quyết định sẵn sàng tăng cường vận chuyển ngũ cốc của Ukraine với mục tiêu đưa 4 triệu tấn mỗi tháng qua cảng Constanta của nước này. Ukraine là quốc gia vui mừng nhất trước quyết định của EC. Tổng thống Zelensky cho biết, tôi đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu nông sản Ukraine từ Liên minh châu Âu đã được dỡ bỏ Điều quan trọng hiện nay là sự thống nhất của châu Âu cũng phải được thực hiện ở cấp độ song phương. Nếu các nước láng giềng của Ukraine có những quyết định không mang tính láng giềng, Ukraine sẽ phản ứng một cách văn minh. Lời của Tổng thống Ukraine ám chỉ ba quốc gia là Ba Lan, Hungary và Slovakia, những quốc gia tuyên bố sẽ đơn phương thực hiện lệnh cấm đối với lương thực từ Ukraine. Theo Thủ tướng Ba Lan Morawiecki, nước này sẽ ra hạn lệnh cấm này bất chấp sự bất đồng với Liên minh châu Âu. Ba Lan sẽ không nghe lời bất kỳ lãnh đạo của EU vì lợi ích của người nông dân Ba Lan trước thái độ cứng rắn từ ba nước thành viên ủy ban châu âu ec đã kêu gọi ba lan hungary và slovakia có thái độ mang tính xây dựng hơn theo ủy ban châu âu điều quan trọng là tất cả các quốc gia cần hành động trên tinh thần thỏa hiệp eu tổ chức một cuộc họp với tất cả các quốc gia thành viên quan tâm để thảo luận sâu hơn về vấn đề này tuy nhiên theo giới phân tích đây sẽ là một cuộc họp khó khăn ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi cuộc xung đột làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của kiev tới thị trường toàn cầu thông qua các cảng ở biển đen Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, nông dân Ukraine phải trông cậy vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt có dầu tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân, dẫn đến việc chính phủ các nước này cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Mỹ lần đầu tổ chức đối thoại cấp tổng thống với 5 quốc gia Trung Á trong nỗ lực tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này nhằm cạnh tranh trực diện với Trung Quốc và Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp lãnh đạo của năm quốc gia Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan vào ngày 19 tháng 9 bên lề phiên họp cấp cao lần thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho hay, Mỹ hy vọng có thể hợp tác với các quốc gia này để phát triển một chương trình nghị sự tích cực và hy vọng có thể đưa ra một tuyên bố chung liệt kê những điều cụ thể mà các nước dự định hợp tác và đạt được trong các lĩnh vực then chốt. Một bài báo phân tích trên tờ Wall Street Journal cho rằng, Mỹ cần xây dựng một cách tiếp cận chiến lược đối với trung tâm Á Âu vì Mỹ có ít ảnh hưởng hơn trong khu vực này so với Nga và Trung Quốc. Vào thời điểm cả Moscow và Bắc Kinh đều đang phải đối mặt với những thách thức, Washington có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Trung Á. Bài báo chỉ ra rằng, xét đến việc Nhà Trắng thậm chí không đề cập đến Trung Á trong phương pháp tiếp cận chiến lược an ninh quốc gia tạm thời vào năm 2021, hội nghị thượng đỉnh này là một dấu hiệu tiến bộ thực sự trương hồng nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu nga đông âu và trung á thuộc viện khoa học xã hội trung quốc cho biết trong cuộc phỏng vấn với thời báo hoàn cầu rằng đông á và châu âu là hai hướng chính của chiến lược an ninh quốc gia của mỹ vị chuyên gia chỉ ra rằng trung á thực sự không phải là hướng chính của mỹ nhưng khu vực này lại gián tiếp với nga và trung quốc trong bối cảnh xung đột nga ukraine giá trị ảnh hưởng địa chính trị của trung á ngày càng tăng do đó mỹ không còn có thể bỏ qua trung á khi muốn cạnh tranh trực diện với trung quốc và nga cũng theo vị chuyên gia đến từ trung quốc mỹ có thể muốn lợi dụng xung đột giữa nga ukraine để duy trì sự độc lập của các nước trung á về mặt ngoại giao và giữ khoảng cách với nga đây vừa là áp lực vừa là cám rỗ các nước trung á không sẵn sàng chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc nhưng có xu hướng duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc và duy trì quan hệ ngoại giao tương đối thân thiện với trung quốc nga nhật bản châu âu và mỹ điều này sẽ giúp nâng cao vị thế của trung á trong các vấn đề toàn cầu và khu vực Vừa qua, tiêm kích F35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp sự cố trong chuyến bay tại bang Nam Carolina, nhưng giới chức vẫn chưa tìm thấy máy bay gặp nạn này. Theo RT, vụ tai nạn xảy ra gần căn cứ hỗn hợp Charleston ở Nam Carolina. Chiếc F35B thuộc biên chế Thủy quân lục chiến Mỹ bất ngờ gặp sự cố và rơi ngay sau đó trong chuyến bay huấn luyện vào khoảng 14 giờ hôm 17 tháng 9. Thông báo về vụ tai nạn sau đó, đại diện Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết phi công F-35B đã thoát ly hành công khỏi máy bay, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy chiếc tiêm kích. Thời điểm đó, tiêm kích F-35B bắt đầu chuyến bay từ trạm không quân Thủy quân lục chiến Belfort. Các quan chức thông tin, tiêm kích trên đã bay cùng chiếc F-35 khác, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chiếc này đã va chạm với chiếc kia. Chiếc máy bay thứ hai đã đáp xuống căn cứ tại Charleston. Nhà chức trách không cho biết nguyên nhân xảy ra sự cố, chỉ nói thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau đài truyền hình WLTX ở bang South Carolina, thông tin phi công đã đặt máy bay ở chế độ lái tự động trước khi nhảy dù. Hiện tại, hoạt động tìm kiếm tập trung xung quanh hồ Maltry và hồ Marion ở South Carolina. Đại diện căn cứ Charleston lẫn phi đoàn huấn luyện thủy quân lục chiến số 501 đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ tìm kiếm F-35B gặp nạn. Thông báo của căn cứ Charleston cho biết, nếu bất kỳ ai có bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định vị trí của chiếc F-35, hãy gọi cho trung tâm điều hành của căn cứ Charleston. F-35B là loại máy bay có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Chiếc tiêm kích gặp sự cố nói trên nằm trong đội huấn luyện tấn công thuộc Không đoàn Thủy quân Lục chiến số 2. Năm ngoái, vụ tai nạn F-35B khi hạ cánh ở Texas đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn của máy bay, khiến một số máy bay phải dừng bay để điều tra. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó đã tạm thời cho các máy bay F35 của họ ngừng hoạt động vào thời điểm đó. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F35 là một trong những chương trình phát triển chiến đấu cơ đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhà thầu chính của F35 là tập đoàn Lockheed Martin. Mặc dù tiêu tốn ngân sách lên đến hàng nghìn đô la Mỹ, các biến thể của F35 vẫn thường xuyên gặp các sự cố hàng không kể từ khi chúng được đưa vào biên chế chính năm 2015. Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân và F-35B dành cho thủy quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng. Thưa quý vị, 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bị sa thải ngày 18 tháng 9 trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ác liệt ở miền đông Ukraine. 3 trong số 6 Thứ trưởng Quốc phòng bị sa thải là Hanna Malia, Vitaly Deneha và Denis Sarapov. Động thái trên diễn ra khi Kiev được cho là đang điều tra cáo buộc tham nhũng trong quân đội liên quan đến việc mua sắm thiết bị quân sự. Ngày 18 tháng 9, chính phủ Ukraine thông báo miễn nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng chỉ vài tuần sau khi ông Rustem Umerov trở thành bộ trưởng quốc phòng. Theo Reuters, chính phủ Ukraine không đưa ra lý do miễn nhiệm 6 thứ trưởng bộ quốc phòng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đây có thể là hoạt động cải tổ sau khi ông Rustem Umerov được bổ nhiệm làm tân bộ trưởng quốc phòng Ukraine vào đầu tháng 9. Ông Umerov đề cập đến việc sa thải 6 thứ trưởng quốc phòng trong một bài đăng trên Facebook ngày 18 tháng 9. Việc khởi động lại đã bắt đầu và sẽ tiếp tục. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Trong số những thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị sa thải có cả bà Hanna Malia, người thường xuyên đưa ra thông tin cập nhật chính thống về các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ thông báo sa thải cựu Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, đồng thời đề xuất ông Rustem Umerov lên thay. Quyết định này được đưa ra có liên quan đến nạn tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Ukraine, mặc dù ông Reznikov không vướng phải bất cứ cáo buộc nào. Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, ông Reznikov đã tham gia kêu gọi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự của phương Tây với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng nhiệm kỳ của ông đã bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị cho quân đội. Việc bãi nhiệm ông được cho là sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược quân sự của Ukraine. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết tất cả các thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tự nguyện từ chức theo yêu cầu của ông Umerov và sẽ không tiếp tục phục vụ trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các cuộc tham vấn đang được thực hiện để tìm ra ứng viên thay thế. Sau khi được bổ nhiệm, ông Umerov cho biết các ưu tiên của ông bao gồm biến Bộ Quốc phòng Ukraine thành cơ quan chính để điều phối các lực lượng quốc phòng nước này phát triển ngành công nghiệp quân sự Ukraine và chống tham nhũng. Chính phủ Kiev không đưa ra lý do cụ thể cho việc sa thải 6 thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Những người vốn thuộc đội ngũ nòng cốt đang điều phối các hoạt động quân sự giữa lúc quân đội Ukraine đang tiến hành đợt phản công lớn chống lại Nga và đang dần đạt được bước tiến đáng kể ở phía Nam và phía Đông. Theo Independent, không có thông tin cụ thể về việc vì sao 6 thứ trưởng cùng lúc bị sa thải. Tuy nhiên, trên Facebook, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov tuyên bố Cải tổ lại, chúng tôi đã bắt đầu, chúng tôi đang tiếp tục bộ vẫn làm việc như thường lệ. Bà Malia, một luật sư về tội phạm chiến tranh, đã giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine từ năm 2021. Gần đây, bà vấp phải chỉ trích sau khi tuyên bố quá sớm lực lượng Ukraine đã giải phóng làng Andreevka ở Donetsk vào tuần trước từ lực lượng Nga. Sau đó bà phải đính chính rằng thông tin này không chính xác. Chỉ sau đó một ngày, Ukraine đã đưa ra thông báo chính thức xác nhận rằng họ đã giải phóng được ngôi làng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định Kiev phải tiếp tục cuộc phản công bất kể thời tiết ra sao. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CBS News, khi được hỏi liệu Ukraine có nhượng bộ bất kỳ vùng đất nào cho Moscow để đổi lấy hòa bình hay không, ông Zelensky đã trả lời: "Không, đây là lãnh thổ của chúng tôi." Tuy nhiên, ông không nói liệu điều này có áp dụng với Crimea hay không. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận nhịp độ của cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine trong hơn 3 tháng qua không nhanh lắm. Tuy nhiên ông cho biết Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch này bất kể điều kiện thời tiết ra sao. Ông Zelensky cho hay, chúng tôi cần giải phóng lãnh thổ nhiều nhất có thể và tiến về phía trước, thậm chí cả khi đó là chưa tới vài trăm mét. Chúng tôi không thể mất thời gian, hãy quên những thứ như thời tiết đi. Đồng thời ông tuyên bố, thậm chí nếu lực lượng mặt đất không thể di chuyển thì Ukraine sẽ tăng cường tấn công UAV Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi một bài báo của Wall Street Journal chỉ ra rằng quân đội Ukraine sẽ không chỉ đối mặt với quân đội Nga trong những phòng tuyến kiên cố mà còn cả mưa và thời tiết lạnh giá. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch nói chung và loại bỏ bất kỳ cơ hội nào để đạt đột phá. Ukraine khởi động cuộc phản công vào đầu mùa hè nhưng vẫn chưa giành được bất kỳ vùng lãnh thổ đáng kể nào. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ việc nhượng lãnh thổ nào cho Nga để chấm dứt xung đột. Mùa thu năm ngoái, sau khi Nga xâm nhập bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine sau các cuộc trưng cầu ý dân, Tổng thống Zelensky đã ký một xác lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo Nga hiện tại. Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định nước này không đóng cánh cửa đàm phán với Kiev. Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak đã bác bỏ đề xuất từ bỏ lãnh thổ Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Trong tuyên bố trên Twitter, ông Podolyak nêu rõ, đổi lãnh thổ để lấy chiếc ô an ninh của NATO là điều nực cười. Nếu Tổng thống Putin không chịu thất bại nặng nề nên chính trị ở Nga không thay đổi và tội ác không bị trừng phạt thì chiến tranh chắc sẽ quay trở lại khi Nga tham vọng nhiều hơn nữa. Trước đó, tránh văn phòng Tổng thư ký NATO, ông Stian Jensen cho rằng Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu có khả năng cung cấp cho Ukraine một thỏa thuận. Theo đó, nước này sẽ từ bỏ lãnh thổ, xong đổi lại được trở thành thành viên của NATO. Theo ông Stian Jensen, một ý tưởng như vậy đã được thảo luận trong NATO như một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng chỉ trích đề xuất này. Các cuộc thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO với điều kiện phải từ bỏ một phần lãnh thổ của mình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn tin rằng NATO, giống như Ukraine, không bao giờ muốn trao đổi lãnh thổ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức dưới quyền ông khẳng định họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin, đồng thời không ngừng chiến đấu để giành quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugan, Kherson hoặc Zaporizhia mà Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9 năm 2022. Ông Zelensky cũng tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea từ tay Nga. Đài NBC ngày 17 tháng 9 giữa lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc ông tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có ra lận là quyết định của chính ông dù ông đã tham khảo ý kiến một số người. Ông Trump cho biết ông dựa vào bản năng của mình để đi đến kết luận. Tôi đã lắng nghe những người khác nhau và khi tổng hợp lại, tôi cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Đó là quyết định của tôi, Cựu Tổng thống nói rằng những người đã đưa ra lời khuyên cho ông là các luật sư của ông khi ông còn ở Nhà Trắng. Ông Trump giải thích rằng ông không làm theo lời khuyên của các luật sư vì ông không tôn trọng họ. Theo ông Trump, bạn thuê họ nhưng hóa ra họ chỉ là những người Cộng hòa giả danh và họ không giỏi lắm. Trong nhiều trường hợp, tôi không tôn trọng họ nhưng tôi tôn trọng người cho rằng cuộc bầu cử đã có ra lận. Ông Trump cho biết ông đã không nghe lời khuyên của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr rằng ông đã thua cuộc bầu cử. Trước đó, văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith của Mỹ đã đề nghị thẩm phán liên bang bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 2 tháng 1 năm 2024. Theo văn phòng công tố viên đặc biệt Smith, đề nghị trên thể hiện sự cân bằng giữa quyền chuẩn bị bào chữa của bị cáo và sự quan tâm của công chúng. Đây là một trong bốn vụ truy tố hình sự mà ông Trump đối mặt trong thời gian tiến hành chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng và cũng là vụ án được cho là nghiêm trọng nhất ông Trump đã bị tòa án hạt Manhattan ở New York truy tố do làm giả giấy tờ kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng một nữ diễn viên trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Tiếp đó, ông Trump bị truy tố hình sự cấp liên bang do đã giữ lại các tài liệu mật đáng ra phải giao nộp sau khi mãn nhiệm. Vụ việc này được tiến hành ở bang Florida. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 8, ông bị truy tố lần thứ tư khi bồi thẩm đoàn bang Georgia cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả thất bại tại bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với 13 tội danh hiện ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình. Ông Trump cũng đã hủy cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 8 nhằm công bố báo cáo chi tiết dài 100 trang về điều mà ông cho là gian lận bầu cử tại bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Thay vào đó, các luật sư của ông cũng sẽ đưa ra những lập luận về vấn đề này vào hồ sơ đệ trình lên tòa án. Đài RT ngày 18 tháng 9 dẫn trả phát biểu của ông Narishkin với tạp chí Quốc phòng Nga mới đây cho biết. SVR vẫn duy trì liên lạc với CIA và kênh liên lạc này nhằm giúp giảm bớt những căng thẳng không cần thiết, ngay cả khi sự không chắc chắn về kết quả của cuộc đối đầu địa chính trị giữa Nga và phương Tây đang gia tăng. Ông Nariskin cho biết, các cuộc thăm vấn giữa SVR và CIA tuy hiếm nhưng có tính chất thường xuyên. Khi được hỏi liệu mối liên hệ liên lạc trực tiếp giữa hai cơ quan tình báo có còn tồn tại hay không và liệu nó có thể được sử dụng lại hay không, Người đứng đầu cơ quan tình báo nga nói thêm, nhưng không tiết lộ tần suất hai cơ quan liên lạc với nhau. Bản thân đối thoại chuyên nghiệp rất hữu ích, đặc biệt là để giảm căng thẳng quốc tế và hiểu lầm giữa các quốc gia. Đài RT cho biết thêm, vào tháng 11 năm 2022, ông Naryskin đã nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp phía Mỹ William Burns. Khi đó, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của ngành tình báo nga và mỹ đã gặp nhau tại thủ đô Ankara của thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin từ Nhà Trắng sau đó cho hay, cuộc thảo luận của quan chức tình báo hai bên tập trung vào hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo một quan chức Nhà Trắng, khi đó ông Burns không thảo luận về việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Vào tháng 2 năm nay, ông Burns cáo buộc rằng trong thảo luận, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga có thái độ rất thách thức với cảm giác tự mãn và kiêu ngạo. Còn trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Quốc phòng Nga, ông Naryshkin cho biết trong thảo luận, bản thân chỉ giải thích lợi ích địa chính trị của Nga ở Ukraine với người đồng cấp Mỹ, nhưng ông Pern có thể coi quyết tâm của Nga trong việc đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là thách thức. Ông Naryshkin thừa nhận, Nga vẫn coi Mỹ là đối thủ địa chính trị nguy hiểm và không khoan nhượng nhất, đồng thời cáo buộc Washington âm mưu khiến Nga phải chịu thất bại quân sự ở Ukraine tuy nhiên theo ông Naryskin đó là một tính toán sai lầm và ý tưởng cô lập quốc tế đối với nga trong một thế giới ngày càng đa cực không gì khác hơn là một chủ nghĩa lỗi thời thưa quý vị ngày 18 tháng 9 trang Taiwan News dẫn thông báo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong 24 giờ từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 đã có 103 máy bay của quân đội Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan Trung Quốc trong đó có 40 chiếc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Ngày 18 tháng 9, trang Taiwan News dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, trong 24 giờ, từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9, đã có 103 máy bay của quân đội Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan, Trung Quốc. Trong đó có 40 chiếc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Cụ thể, 12 chiến cơ J-10, 10 chiếc Sukhoi Su-30, 10 tiêm kích J-16 Shenzhen, 4 tiêm kích G-11, hai máy bay chở dầu Y-20 và 2 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không ở phía Tây Nam và Nam của Đài Loan. Đài Loan, Trung Quốc sau đó đã điều động máy bay, tàu chiến và các hệ thống phòng không trên đất liền để giám sát hoạt động của nhóm máy bay chiến đấu và tàu chiến PLA. Đài Loan gọi đây là con số kỷ lục, đánh dấu số lượng máy bay tiếp cận hòn đảo này cao nhất trong thời gian gần đây đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở eo biển Đài Loan. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng cho biết từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, 68 máy bay và 10 tàu hải quân của PLA đã được phát hiện xung quanh hòn đảo. PLA thường xuyên điều động tàu chiến và máy bay chiến đấu đến các khu vực xung quanh hòn đảo Đài Loan trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ eo biển trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022 cơ quan phòng vệ đài loan cho biết các hoạt động của trung quốc trong ngày qua đã gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở eo biển và khu vực cơ quan này nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở eo biển đài loan là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong khu vực việc quân đội trung quốc liên tục gia tăng hoạt động quân sự ở eo biển có thể dễ dàng dẫn đến căng thẳng gia tăng mạnh mẽ và làm xấu đi an ninh khu vực chúng tôi kêu gọi chính quyền bắc kinh chịu trách nhiệm và ngay lập tức chấm dứt những hành động này cơ quan phòng vệ đài loan cho hay theo reuters tuần trước Trung Quốc điều hơn 100 tàu hải quân tham gia tập trận trong khu vực, bao gồm cả vùng biển chiến lược ở Biển Đông và ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Đài Loan. Thời gian gần đây, Trung Quốc có các hành động quân sự mạnh mẽ ở vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách khẳng định các yếu sách chủ quyền của mình và gây áp lực lên Đài Bắc. Hồi tháng 4, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan nhằm phản ứng mạnh mẽ trước việc người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California trong một điểm dừng chân trên đường trở về Đài Bắc sau chuyến thăm Trung Mỹ của bà. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.